Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Dân Dã. Hiện nay thì một số bạn đang là gặp khó khăn khi đi chợ vì phân vân không biết mua thịt nào, thịt gì để mà mình nướng cho nó mềm, ngọt thịt và mình nướng nó không bị khô đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ngoài thịt vai, thịt ba chỉ, thịt thăn, thịt diền, thịt má heo thì xương cổ là cái phần mà được lọc ra từ phần cổ nè. Mỗi con heo chỉ được có một ít thôi. Vì thế mà không được phổ biến như các phần xương và thịt khác. Đó, xương cổ thì gồm cái phần xương bám xen kẽ với phần thịt và đường gân mỡ. Nó có cả cái phần tủy xương nữa nè. Đó. Lớp thịt thì dày, mềm, cộng với xương rất là ngọt nên là phù hợp để chế biến các món canh củ hoặc là mình hầm nước dùng cho hủ tiếu đó. Rất là ngon, đậm nước, thơm cực kỳ luôn. Đó, đặc biệt là cái phần này á, mình đem đi nướng ha, rất là ngọt và mềm, mỏng nước mà mình để qua ngày hay để lâu á, nó không có bị khô ha. Và cái nguyên liệu ướp thịt nướng của mình hôm nay á, cực kỳ đơn giản luôn, toàn là những gia vị tại nhà luôn. Để ướp khoảng 1 ký thịt thì mình dùng 2 muỗng canh tỏi băm hay là xay cũng được nha. Mà 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng canh nước mắm, tương ớt và dầu màu điều. Bí quyết là nước màu thắng để tạo cái màu nướng được tự nhiên nè, thay thế cho đường và mật ong ha. Đó, thịt thì mình ngâm với nước muối pha loãng cho nó hết máu rồi mình rửa lại cho nó sạch. Cho hết cái phần tỏi băm này vào. Mình ướp như thế này á, không có sợ khi nướng lên tỏi nó bị cháy đâu. Các bạn yên tâm nha. Và các bạn có thể dùng nước tỏi hoặc là bột tỏi để thay thế nha. Để mà thịt nướng lên thơm ngon á, là nhờ vào cái phần nước mắm này có ngon không nè các bạn nè. Rồi mình cho vào đây là 1 muỗng canh nước màu. Thay vì mình dùng đường và mật ong ha, thì mình dùng nước màu. Một muỗng canh tương ớt. Một muỗng canh dầu điều. Thoa đều miếng thịt cho thật thấm. Mình để tầm khoảng 2 đến 3 tiếng hay là mình ướp để tủ lạnh ngăn mát đó, qua một đêm. Rồi mình đem mình nướng bằng nồi chiên không dầu ha. Thì hiện tại mình đang dùng nước mắm Chinsu, xịt Chinsu chai sành đó. Hoặc là cái nước mắm mà Phú Quốc có độ mặn nó vừa phải thôi. Chứ mà nước mắm nguyên chất như là ngoài miền Bắc á, thì nó hơi quá mặn, nó nồng. Thì mình ướp thịt nó sẽ không có được thơm ngon đâu ha. Thì nên cái nước mắm đó thì mình nên pha thêm chút nước và chút đường nữa vào. Nếu mà để nguyên khi nướng thì nước mắm nó sẽ có cái mùi hơi khắm á, tại vì nó là nguyên chất ở mỗi vùng miền mà. Trước khi nướng thì mình nên bật lò nướng tầm 10 phút với nhiệt độ 200 độ C. Để cái lò nó nóng lên rồi thì bắt đầu mình mới cho thịt vào nướng khoảng 10 đến 15 phút với nhiệt độ 200 độ C ha. Sau khi được 10 đến 15 phút rồi thì mình trở mặt thịt và nướng tiếp tầm 10 đến 15 phút nữa vẫn ở nhiệt độ 200 độ C là thịt đã được rồi ha. Nếu mà các bạn nướng trên bếp than thì để than với nhiệt độ vừa phải thôi. Đó, và cần phải trở mặt liên tục để tránh bị cháy nha. Sau khi mình nướng thịt được 30 phút rồi thì thịt cũng đã chín và rất là thơm, màu rất là đẹp ha. Để mình cắt bên trong cho các bạn xem nha. Thịt chín vừa tới nè, rất là mỏng, nước không hề bị khô nha.
Các bạn đi chợ sớm chọn thử cái loại thịt này đi, rất là ngon, mềm và ngọt hơn là thịt vai luôn đó. Mình có thể ăn với lại nước chấm tùy thích, tương ớt, tương cà hay là nước mắm chua ngọt. Hoặc là mình có thể ghém với rau sống, cơm tấm sườn chả nè, hoặc là bún thịt nướng, ăn rất là hợp ha. Chúc các bạn ngon miệng nha. Nếu thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều clip mới nha.